cùng trong khu ra túi mù có cái gì mọi người nha. Túi mù này mình tự làm. Các bạn mua ấy thì cái túi mù này, cái bản thân cái túi nó đã đắt rồi á, cho nên là cả cái túi lẫn sticker này nó là 5.000 nha. Hoa hồng này rất là đẹp, in 3D, không thấm nước và khổng lồ to mọi người, lấp lánh luôn nha. Hàng xịn, hàng thiết kế. Này mẫu hoa hồng này khác mẫu hoa hồng hồi nãy này. Mọi người thấy nó đẹp không ạ? Cái này trang trí bullet journal rất là đẹp luôn á. Những cái bạn mà lớn lớn mà thích cái kiểu vintage cổ điển đồ ấy là rất là thích những cái phong cách trang điểm này. À, trang trí này. Ôi xin lỗi nói nhầm. Hoa này. Cái này hàng thiết kế cao cấp nha mọi người. Mọi người đừng có so với mấy cái hàng Cute. Mấy cái hàng đó không thể nào so với hàng này được các bạn. Cái tấm Cute đó có 1-2 nghìn thôi. Chứ mấy cái nấm to rồi bướm to của mình ấy là toàn hàng thiết kế không đấy. Kiểu giống như quần áo có hàng hiệu, hàng thường đúng không? Thì cái này cũng vậy, nó giống như hàng hiệu trong sticker vậy đó các bạn. Này mọi người coi con bướm nó làm đẹp chưa này. Và mỗi con bướm mình lấy ra là không chưa có con nào trùng nhau đâu nha. Cái vân nó khác, cái màu nó khác. Có mấy con nó na ná nhưng mà họ làm vân khác đấy. Đây mọi người xem con bướm xanh này này. Đẳng cấp chưa? Hàng như này không mua thì còn mua cái gì nữa. Những cái bạn mà có tiền chịu chi ấy, thì các bạn mua cái này nha. Đó, trời đất ơi, đẹp chưa? $5.000 là cái giá mà không lựa gì hết nha mọi người. Không có khu trên like á. Các bạn chỉ mua về thôi. Còn khu trên like là $10.000 nha các bạn. Bởi vì á, lấy $10.000 nhưng mà các bạn còn trúng thêm. Nếu các bạn đoán trúng màu này hoặc là bên trong nó có charm ấy thì các bạn còn trúng thêm nữa. Với lại mất công làm túi mù lại còn phải khui á các bạn. Cho nên phải lấy giá 10.000. Các bạn thông cảm nha. Đó, bạn nào mà không muốn tốn giá 10.000 đó thì các bạn mua 5.000 về tự khui thôi là có cả cái túi này. Mua không có túi vẫn tính giá 5.000 nha. Bởi vì các bạn được vào like lựa từng tấm một luôn nha. Chỉ khi nào các bạn không lựa gì hết để cho mình bốc ngẫu nhiên. Các bạn muốn bao nhiêu con bướm, bao nhiêu con ấy, nhưng mà không được lựa cái hình ấy, mình là người đưa cho các bạn ấy, thì giá nó sẽ giảm xuống còn 4.000 nha. Đó, nó chỉ khác vậy thôi. Mà đảm bảo mình bốc không trùng con nào cho các bạn. Ví dụ các bạn mua 50 con bướm, mình bốc 50 con bướm khác nhau cho.